Rồi chào các bạn, những người đang xem ha. Hôm nay xịt thuốc đất nhà ha. Miếng này giống UE18 của mình nha các bạn. Rồi sẵn đi mình test thử cái cần cao ép hai đầu của mình ha. Cho các bạn, những người xem tham khảo xem cái lượng nước nó ra có đạt hơn cái cần một mét của mình bà con là thường xài không nha. Thì mẫu thiết kế này mình cũng học theo của một nông dân không biết ở đâu, thì có kênh là cây lúa quay lên các bạn, nhưng mà mình thiết kế cho nó gọn lại thôi nha. Nói chung cũng không hay ho gì, cũng học lóm thôi các bạn. Cần mình thấy bên kênh cây lúa hương quay đó, thì cái cần đó thì nó dài hơn cái cần mình. Nói chung là mình làm cái cần này có 25 cm thôi, đặng mình đem về mình gắn vô cái cần xịt thuốc nhà mình đó các bạn, cần xịt có bờ mình đó là ok luôn ha. Còn thí dụ mình làm dài, thí dụ bà con có mua đó thì mình khó gửi đi. Làm cái này rất là gọn ha. Mình có cái cần nào mình xài cần đó, thí dụ mình muốn dài hơn thì mình xài cần dài hơn. Nó tiện được cái chỗ đó, thí dụ mình gửi đi tiền ship nó cũng rẻ nha các bạn. Thì có bà con cô bác nào có mua thì liên hệ mình, số điện thoại có để trên màn hình ha. Còn muốn làm theo thì mình có hình luôn, có hình để thông số số tắc, số đo đàng hoàng mình để trên màn hình. Này mình không có giấu giếm gì, rất là đơn giản thôi nha các bạn. Nhưng mà được cái mình thấy đơn giản mà tiện lợi là được. So với cái cần 6 m thì nó gọn hơn rất nhiều. Nhưng mà có thể là cây cần của mình là so được với cần 6 m ha, kích lối có thể tương đương. Còn muốn xa hơn cũng được, nhưng mà thí dụ lối đi của mình dài quá thì nó sẽ sợ thiếu nước. Còn lối mình nó vừa tầm với cái mình chỉnh xa được. Thí dụ mình chỉnh xa thì cái lối mình khoảng 100 m rồi mình chỉnh theo xa. Ví dụ mà lối càng dài thì mình chỉnh cho nó càng nhuyễn lại, làm cho nó lượng thuốc nó ra ít hơn. Tại vì mình chỉnh ra nhiều quá mình lội nhanh lội không nổi đâu bạn ơi. Cần này mình lát nên quay test luôn nha. Quay test thử xem có xịt được một lối này là bao nhiêu mét, rồi bề ngang bao nhiêu mét, và xịt được từ như ra thuốc là như thế nào đó các bạn. Nói chung là mình đem về mình tự chỉnh, mình xài theo ý của mình được nha. Lượng nước ra bao nhiêu, lượng xa gần mình chỉnh được. Là nhưng các bạn yên tâm là cái phần đó là không vấn đề gì nha. Còn bây giờ tiếp tục với cái lúa của mình ha. Đây lúa UE18 nha các bạn. Xịt cử này nó không biết nhiêu cử rồi, xịt đợt này cũng nhiều cử lắm các bạn ơi. Nhìn thấy lúa UE18 năm nay cũng đạt nha. Mình gãi giúp phân có 45 ký phân. Bên đây cũng 45 ký phân luôn, nhưng mà đất người ta rất lung các bạn. Nghe là nó tốt hơn đất mình rất nhiều nha. Cái này mình làm theo kiểu tiết kiệm, thành ra nó hơi thiếu phân, nhưng mà thấy bông này cũng vừa các bạn ơi. Rồi để bây giờ mình canh thử chiều dài từ đầu này tới đầu trên nha, coi xịt được bao nhiêu mét nha các bạn. Nhưng quan trọng nhất là xịt được bao nhiêu mét, thí dụ mà nó mau hết thuốc quá mình cũng không có xài được nha mọi người. Chỗ này 2 m thì nó hao thuốc hơn là 1 m rồi đó. Nó hao thuốc hao nước các bạn. Nhưng để xịt thử rồi mới biết nha. Tại vì so với cái bét cần dài của mình 8-9 m, 10 m thì nó vẫn còn ít hơn. À. Cần này mình đi lối lối này 11 m nha các bạn. Một bên là 5,5 m nha. Lúc trước mình xài xịt cái lối này cần 5 m. Nhưng mà thấy nó vẫn còn lú ra hai bên ra chút xíu nha. Nói chung nếu mà mình chỉnh cái bét trên được xa hơn xíu thì nó sẽ xa hơn. Có thể đi được lối 12 13 m. Nếu muốn xa nữa cũng được nha các bạn, nhưng mà tùy theo chiều dài đất của mình ha. Nhiều khi đất dài quá mình xịt một bình tới bờ thì mình chỉnh kiểu đó thì nó không có tới bờ nổi đâu. Này mình chỉnh theo cái miếng đất của mình, là miếng đất này chiều dài cái miếng đất này là 140 m nha các bạn, là 43 tầm á, cũng rất dài nha. Lúc trước mình xịt cái cần 5 m từ đầu trên tới đây nó cũng muốn hụt thuốc luôn á. Đây bét này cái cần chút của mình đang xịt là cái cần này là 2 m, cộng với cái bét cao áp hai đầu nữa là 2 m 25. Đây bên đây là xịt cần ấy, còn bên kia ta xịt bằng cái cần ấy các bạn. Đây bên đây xịt bằng cái cần thường của mình nha. Cần này hình như là cần 4,5 m 7-8 m mà.
đó các bạn thấy nó bay thuốc hơn cái cần của mình nha mọi người, tại vì cái cần của mình nó ra không có xương bằng cái cần đó. Đây đó, mình có thể điều chỉnh được cái lượng mà nước ra ít ra nhiều, thành ra là mình không có sợ cái vụ mà thiếu nước nha. Nếu mà thiếu nước thì mình sợ thiếu nước thì mình đi lối nhỏ chỉnh cho nó nhuyễn ra, còn này mình xịt theo miếng đất của mình thôi nha mọi người. Để xem cái tới bờ ra được xịt bình này tới bờ không nha. Cần này thì mình có bán nha các bạn, còn các bạn mà muốn làm theo thì mình cũng có hình để trên sản phẩm, để trên cái màn hình đó, rồi mình có thể làm theo cũng đơn giản thôi nha mọi người. Còn không có làm được thì mình cũng có bán nha, số điện thoại mình cũng để trên màn hình. Đây thì cái cần này thì nó gọn hơn cái cần dài của mình rất nhiều nha, thì có 2 mét mấy thôi mình xịt được cái lối là bằng với một cái cần 5 mét rưỡi bạn, bắt 6 mét nha. So với cái cần kia thì cần này nó rẻ tiền hơn nhiều, với lại vận chuyển rồi nó cũng dễ nha. Mình chỉ bán một khúc trên thôi nha các bạn, 2 tấc rưỡi thôi nha, còn khúc dưới mình đem về mình gắn vô cái cần xịt có bờ của mình. Do là nó cũng dài, gần càng khó gửi quá mình cũng không có bán nha các bạn. Đây thuốc chảy đều trên lá lúa nha, trời này cũng có gió nha các bạn, nhưng mà mình thấy cũng ok nha. So với mình xịt thường xuyên là mà đa số dưới trên Cần Thơ rồi, mình thấy xịt một bét thì nó thấy lượng thuốc nó ra không đều bằng cái cần này đó. Cái bét này mình cũng là thiết kế ra luôn. À, mình đăng lên xịt đất nhà rồi, thấy bà con nào có xem thấy hiệu quả thì mình mua về mình xài thôi. Nếu mà xịt một bét á, thì mình đa số là bắn hơi cho nó nhổng lên trời chút xíu, đừng cho lá lúa nó cản thuốc các bạn. Còn cái này mình bẻ cho nó cong xuống xíu là mình dơ cần lên là ok, không có sợ thuốc bay lên trời. Đây xong tới bờ nha. Đó các bạn thấy không, tới bờ luôn nha. Đây đó, như vậy là mình biết được là cái cần này xịt được lưới bao nhiêu mét rồi nha. Cái lúa của mình bữa nay nữa là xả bữa 19 nha các bạn, nó có 7 mấy ngày về chưa có lấy cọc luôn nha. Cái này xả bữa 19 giờ mới cuối hết các bạn ơi, cuối chưa đều hết nữa. Trên mình bây giờ thì giá lúa thì hiện tại thì cò đang thu mua với giá là 5.800 18 nha, còn 5451 thì có 5.600 à. Rất là rẻ giá lúa năm nay, thì vụ hè thu này thì thua năm rồi, nhưng mà được cái lúa nó đỡ hơn năm rồi nhiều. Năm rồi thì đa số là bị đứng bông, chết cây nhiều lắm, năm nay thấy nó đỡ nè. Với lại UE 18 này nó cũng hạn chế mấy cái đó nha, nó bị ít bị chết cây với lại dằn lá các bạn. Quay gần cái cần cho các bạn xem ha, này mới bẻ cho nó ngóc đầu xuống xíu nha, nãy thấy bắn lên trời quá nè. Đó. 2 mét. À, rất là phê. Nãy chỉnh nó hơi nhuyễn quá mà. Đây. Đó. Chỉnh lại cái lối là nó hơi bự ra hơn chút xíu nha. Hồi nãy anh người người xịt thì khó chỉnh lắm, người nhìn mới dễ chỉnh các bạn.
như vậy là vừa luôn nha. À, lối này là lối 12m nha các bạn, cái cặp gò 5m của mình nó bị thiếu rồi, cho nó lòi thuốc ra hai bên nè. À, đây cái đầu cần cho các bạn xem nha, đây chỉnh cho nó ngóc xuống chút xíu là ok luôn các bạn ơi, đúng luôn rồi, không còn bắn lên trời giống hồi nãy nữa nha. Cần này mình khuyến cáo các bạn sử dụng chỉ là 2m trở xuống thôi nha, tại vì mình càng dài nó càng nặng các bạn, cái này nó không có tiếp đẩy lên giống như cái cần thường của mình, này nó chỉ bắn tới thôi nhé, không có bắn xuống dưới. Phun như máy nén luôn các bạn thấy không, phun cái cần này khỏi cần làm bơm nào vô chơi, không có sợ bị ngạt nước ngạt bét gì hết trơn nha các bạn. Rồi bạn nào có mua thì liên hệ với mình luôn nha, cần này mình có bán nha, còn các bạn nào thiết kế được thì mình cũng có mẫu để các bạn mà nhìn mà thiết kế làm theo, cũng đơn giản thôi nha các bạn. Nó lú ra hai bên gò khoảng một bên khoảng để mình đi chỗ cái gò này gần 1m nha các bạn, khoảng 1m luôn nha. Đó các bạn thấy không, nha đúng là lối này mình cầm 12m mới vừa, 12-13m mới vừa nha, lối này mình cầm lúc trước là như là 11m. Còn xịt một bét thì các bạn xịt từ đầu trên tới đầu dưới này bảo đảm là nó dư thuốc nha, nhưng mà đi lối càng lớn thì mình phải chỉnh cho nó ra càng càng xa, nếu mà chỉnh ra xa quá thì cái nước nó không có bị mịn nha bạn, nó không có được mịn thì nó giống như hột hột vậy đó, là sợ nó không có thấm đều lúa bằng, mình chỉnh cho nó nhuyễn chút xíu. Dưới mình có người xịt bằng cái cần dài 3m, nhưng mà theo mình thấy thì nó không có, nó nặng tay xịt không nổi các bạn ơi, xịt ít ít thì được nhưng mà xịt nhiều thì nặng tay cho lắm nặng, này 2m là xịt là vừa rồi. Rồi sẵn mình quay thuốc cử này mình xịt cho các bạn, những người cùng xem tham khảo nha. Lần này mình xịt thằng View Wit gì đó các bạn, Wit gì đó của Shiginta nhưng mà của bên công ty ADC phân phối nha. Shiginta Wit 200cc này cũng giống như tin thôi các bạn, tựa tin gì đó, mùi nó y chang tin luôn. Này ADC phân phối nha, này một chai 100.000 xịt được 3.5 bình nha, không tới nữa bạn, 3.5 bình chứ. Với Falkland cái gì đó, cái này mình vụ rồi mình cũng có xịt nha, hình như là vụ 3 nè, vụ 3 năm rồi mình có xịt. Này một gói của nó là 25.000 xịt một bình 25 lít nha. Đây mình xịt này một công thì nó có một bình thuốc à, thành ra mình xịt tăng liều chút xíu, theo đúng là xịt 75 theo khuyến cáo. Cái chi vôn các bạn, chi vôn của đồng xanh, xịt một gói 5 bình, xịt một gói 5 bình ha.